Trong những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề như hiện nay, bên cạnh các mặt hàng như cây cảnh, đồ trang trí, thì pháo hoa không có tiếng cũng là một trong những loại được bà con tìm mua khá nhiều sau khi biết thông tin tại Việt Nam có một đơn vị được phép sản xuất và phân phối. Tuy nhiên thì vì cung không đủ cầu nên hiện nay trên các chợ mạng, các loại pháo hoa này đang bị đẩy giá lên rất cao, gấp 3-4 lần giá nhà sản xuất công bố. Đơn vị duy nhất sản xuất và phân phối pháo hoa tại nước ta là nhà máy Z121 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Hóa chất 21 Bộ Quốc phòng. Năm nay, nhà máy đã tung ra thị trường một số mẫu pháo hoa không phát ra tiếng. Trong đó loại được ưa chuộng nhất là dàn phun viên có giá niêm yết là 308.000 đồng một dàn và dàn phun hoa là 330.000 đồng một dàn. Tuy nhiên mới đây, nhà sản xuất đã thông báo khan hàng do nhu cầu mua của bà con quá lớn. Từ đó, chợ mạng bắt đầu xuất hiện tình trạng đẩy giá pháo Z121 lên cao gấp 2-3 lần, có nơi hét giá gấp 4 lần. Một người dân cho biết vì nhà chị cách điểm bán pháo chính thức khá xa nên chị quyết định gọi điện hỏi trước. Vậy nhưng qua nhiều lần liên hệ, phía đầu dây bên kia vẫn không có ai nghe máy. Sau đó chị lên mạng tìm hiểu thì thấy người bán báo giá là 1,2 triệu đồng cho một dàn pháo hoa phun viên và phun hoa. Nếu mua từ 20 dàn trở lên thì giá sẽ mềm hơn một chút nhưng vẫn gấp đôi giá niêm yết, cụ thể là 850.000 đồng một dàn. Những ngày vừa qua, rất nhiều bà con đã kéo nhau đến các địa điểm bán pháo chính thức như trụ sở chính của nhà máy Z121 xã Phú Hậu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, cửa hàng pháo hoa số 2 tại địa chỉ số 282 đường Trần Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Tuy nhiên sau khi xếp hàng đợi, họ đành ngậm ngùi đi về vì chưa có hàng. Bà con nên cân nhắc khi có ý định mua pháo hoa, nhất là với những tài khoản mạng đang hoạt động trên chợ mạng, vì có thể mua phải hàng kém chất lượng dẫn tới tiền mất tật mang.